Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi giao cái bộ máy cào về Tân Hưng Long Phú Sóc Trăng nha. Đó mình giao cái này là trọn bộ luôn nha, có gầy mọt luôn. Đó mình đang này cũng mới gắp mình cái bộ gầy mọt đó cả nhà. Nó còn đợi gã cái đầu máy qua gắn qua nha. Đó, cái này cái máy sới. Đó anh đang gỡ cái đầu máy này đang gắp qua cái bộ máy chạc nha cả nhà. Đầu Wikino. Đó, bộ này là bộ chặt dán. Nên gỡ ra là để gắn qua cái đuôi của Mitsubishi 651 của dàn cào đất nha. Đó chọn bộ đầy đủ luôn đó. Chỉ không có đầu máy thôi. Giờ để đầu máy lên là chạy. Đó cái mọt mình gáp sẵn luôn đó nha. Là để đồ lên mình chạy tới chỗ cái mình gáp xuống nha. Đây này bánh là cào nè. Về vô đồ đầy đủ hết. Anh chủ này lúc trước ảnh có mua một bộ cũ của mình nữa. Giờ anh đang chạy ngoài ruộng vậy đó. Để một chút xíu ra ngoài anh quay cho cả nhà xem nha. Đó quay cái bộ này dài lại đây cái là mình đi ra mình quay cái bộ máy chạc ngoài ruộng vậy cho nhà xem cái bộ lúc trước mình gắn cái đầu TF á. Để 150. Đó cái đà này anh nên qua anh chuyển về anh đổi gắn cái đầu máy xe nha. Nó cái bộ lúc trước mình gắn TF á. Đây là đang chặt láng nè. Anh lấy một dàn cũ bây giờ gắp thêm một bộ mới nữa nha. Đó, thầy sới mới chạy vô đầu tiên của máy cào luôn. Chứ lúc trước thì anh chạy máy chặt dán nha. Bởi anh quen tay chạy thấy nó nhuần nhuyễn ghê cho cả nhà. Đó còn cái máy bên kia đó là cái máy chặt dán nè, bây giờ đang đánh đường nước. Nó cũng có một chủ luôn cả nhà. Rồi bắt đầu quay lại gỡ ra đầu máy gắn anh gọi đây cả nhà. Quay gáp bên xong đó. Đi một chút xíu cái tài xế quay máy cái mình test cái nhà xem nha. Cần chỉnh dây đâu nữa. Đó giờ còn cục số 0 nè. Cục số 0 là đưa cho mình về mình chế lại cái dàn tay dài luôn. Cũng như anh làm thêm một bộ đó, lấy cái dàn này ra. Đỡ tốn được cục số nha cả nhà. Đó mình thấy anh xe gì mình chế xong mình trả qua chảnh tiếp. Nó cái đuôi này cài 700 nha. Nó ảnh đang canh chỉnh cho nó vừa đang gắn dây đầu vô. Chậm nhớt rồi nha cả nhà. Nó thấy cái cào đó, cào này sắt. Nó cặp gì à? Nó xong rồi đọc quay máy nha cả nhà. Quay máy mình chạy thử nha. Đó nói chung là lúc nào mình chà đặt nguyên bộ là mình cũng đi theo mình gáp máy mình thử máy chạy cho ngon lành rồi mình mới bàn giao cho chủ nha. Đó cái này là bắt đầu mình chạy nè, này chạy ra lộ nha cả nhà. Nó này cặp đường lộ luôn, đường lộ lớn cho nên giờ mình chạy với mình thẳng mình thao tác mình chỉ cho mấy anh tài xế này nè. Nó cái này là chạy từng chậm nha, mò là một từng chậm á, từng này chạy từng lẻ nó lẻ lắm nha cả nhà. Tại cái lỗi 651 nó hai tầng, từng chậm từng lẻ. Đó cái này là từng lẻ từng chậm đó. Tại qua lộ xe đông rồi mình đâu có chạy lẻ được nha cả nhà. Và bên đó xong bắt đầu mình tốt lẻ đó. Nó qua tới lộ bên kia nha. Đó bắt đầu vô số là mình giọt á, giọt lẹ cho cả nhà xem nha. Đi thì tính ra nó cũng tốc độ lắm nha cả nhà, nên lộ chạy tốc độ lắm nha. Cái dạng này là cái mô ly của nó là mô ly tắt để chạy ruộng luôn. Chứ bộ của mình là mình chế cái mô ly lớn nên chạy lộ tốc độ luôn. Đó.
tính cũng mau nha cả nhà. Nó như vậy cũng mấy chục số trên giờ được rồi. Đó, tịch tới giờ mà tịch ve. Nó mình chạy ra hoàn thành ok là bắt đầu mình giao cho chủ nha. Nó cả nhà cai làm mấy cạo alo mình nha. Số điện thoại mình có để sẵn trên đầu video đó nha. Cả nhà alo cái là mình làm nha. Nói chung là máy cào này giờ cũng đang thịnh hành lắm nha. Đó, mình về vô bãi nè, mình đậu trong sát mé cho ảnh như nào ảnh chạy về ảnh chạy nha. Ngày ảnh chạy thì chuyển qua đồng kia đó. Ảnh có đi chẹt có chẹt nữa cả nhà, đường đi đường chẹt cũng có, đường bộ cũng có nha. Đó, mình nãy giờ mình test số cũng hoàn thành rồi nha cả nhà. Bây giờ kêu ảnh đang gỡ cục số đang chuyển lên xe, mình đem về mình làm tiếp cho ảnh một bộ nữa nha. Đó, bộ này đã bàn giao nha. Đó, đây chẹt đây. Đó, xong nha cả nhà. Rồi bữa nay cái video quay ở đây cũng tạm dừng cả nhà. Cả nhà xem cũng nhớ ủng hộ đăng ký kênh nha. Nhớ cho một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha cả nhà. Rồi chào cả nhà.